Trong khi đó, dịch bệnh tay chân miệng tiếp tục diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, dịch tay chân miệng đã khiến một trẻ đã tử vong. Các bác sĩ đang phải gồng mình điều trị cho 179 bé, trong đó có gần 30 trẻ bệnh nặng cần theo dõi sát. Theo đó, trong vòng một tuần tại bệnh viện Nhi đồng 1, số ca nhập viện do tay chân miệng tăng đột biến. Cao điểm là ngày thứ hai vừa rồi, 24 tháng 9, khoa phải điều trị cho 222 em. Trong đó, số ca bệnh nặng phải theo dõi sát sao là 25-30 em. Các bác sĩ lo ngại số lượng trẻ nhập viện sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới. Theo các bác sĩ, số ca nhập viện vì tay chân miệng hơn 50% do nhiễm chủng virus EV71, nguy hiểm từng là nỗi ám ảnh của nhiều bà mẹ trong vụ dịch tay chân miệng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 và 2012. Đây là chủng virus có đặc tính lây lan nhanh, gây sốt cao và gây nhiều biến chứng nặng như phù phổi, viêm phổi, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong. Vì thế khuyến cáo phụ huynh khi thấy trẻ sốt cao không hạ, ói nhiều hay tay chân lạnh, run tay, run chân, thở mạnh hoặc có trẻ không có dấu hiệu rõ nhưng lúc thiêu thiêu ngủ có hiện tượng giật mình trên 2 lần trong vòng 30 phút phải nghĩ đến khả năng bệnh này. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo virus lây bệnh tay chân miệng tồn tại trong môi trường thuận lợi hoặc phân người rất lâu. Cách phòng ngừa bệnh hiệu quả nhất là thường xuyên rửa tay cho trẻ. Giới chuyên môn cũng khuyến cáo phụ huynh không nên đổ dồn lên hết bệnh viện tuyến trên bởi hiện nay bệnh viện tuyến dưới cũng đã có phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng. Đội ngũ bác sĩ cũng đã được nâng cao năng lực phòng ngừa bệnh.